Xin kính chào các bạn. Cách đây cũng khá lâu rồi, Tèo đã từng làm một cái video chia sẻ các bạn cách để chúng ta có thể soạn được một cái intro khi mình đệm hát. Thì hôm trước cách đây cũng vài ngày có một số bạn luôn nha gửi mail cho Tèo là anh Tèo ơi, nhờ anh chia sẻ giùm em cách nào để soạn cái intro cho nghe nó hay và nghe nó cho bro với. Thì Tèo có chia sẻ, Tèo có từng làm rồi. Thì các bạn ấy cứ yêu cầu là thôi anh Tèo làm một cái clip mới lại đi, chia sẻ tụi em cách nào để cho những bạn sau này họ mà chưa có dịp được xem cái clip đó thì họ vẫn có được dịp để xem được cái clip Tèo soạn cái intro. Thì hôm nay theo yêu cầu đó, Tèo xin chia sẻ với bạn cái cách chúng ta có thể soạn được một cái intro khi mình đệm hát. Bất cứ chúng ta đệm hát piano hay là organ đúng vậy thôi các bạn, chúng ta đều phải có soạn cái intro. Thì chúng ta phải soạn như thế nào để cho nghe nó hay mà nó phê, cái chữ E nó kéo dài đấy các bạn. Thì hôm nay Tèo sẽ chia sẻ với bạn, chúng ta sẽ có bốn cách. Bốn cách này Tèo nghĩ là cũng khá là đơn giản để các bạn, giúp cho các bạn bước đầu mình có thể tập luyện được, tạo hứng thú cho mình khi mình tập nhạc chơi đàn các bạn ha. Rồi, bốn cách đó là gì đây mà sao nghe Tèo nó quảng cáo phê chữ E nghe đã quá vậy. Bây giờ mình cùng tìm hiểu các bạn nhé. Cách thứ nhất hết sức đơn giản luôn nè, ai cũng làm được, người mới học đàn cũng làm được, người học đàn lâu cũng làm được, mà cái người không học đàn cũng làm được luôn. Ủa sao kỳ vậy thầy? Ê nhầm các bạn ơi, người không học đàn chắc là không được, tại vì họ đâu có tập đàn đâu mà làm được. Nhầm các bạn ha. Rồi, người học lâu hay là người mới học đều sử dụng cách này được. Cách gì đó ta mà nghe nó xong nó đơn giản dễ ăn quá trời vậy thầy? Đó là chúng ta sẽ lấy giai điệu một đoạn của trong bài hát để chúng ta làm intro luôn. Quá dễ bạn ha, mình sẽ lấy một cái giai điệu trong một bài đó. Ví dụ, Tèo ví dụ như các bạn có xem nhạc nha. Ví dụ Tèo đệm bài Hoa cài mái tóc đi. Rồi, Tèo không biết intro bài này. Mà intro bài này Tèo nghe trên mạng cũng không có intro nào hay hết trơn á. Rồi sao giờ? Vô đệm hát người ta, anh Tèo ơi, anh đệm cho em bài Hoa cài mái tóc nha. Rồi sao giờ bí rồi? Cách thứ nhất chúng ta lấy ra áp dụng vô. Mình sẽ lấy giai điệu của bài luôn để mình đánh làm intro. Đó, bạn có xem nhạc đi. Ví dụ Tèo ký âm bài nở la thứ để các bạn dễ tập ha. Đó, ví dụ Tèo sẽ lấy giai điệu của bài làm intro luôn. Mi mi la đô la re mi mi, re 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 mi la đô la son la, mi 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 la la đô đô, si 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 re son mi là hết. Lúc đó cái ô nhịp cuối cùng đó chúng ta sẽ đánh tiết tấu khác để mình gài cho ca sĩ vào hát thôi. La 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 la. Hết sức đơn giản đó bạn. Đó, mình lấy cái giai điệu của bài, một đoạn nào đó của bài để mình làm intro. Và là xong cái intro đó bạn. Bây giờ mình thử các bạn ha. Mình đánh cái intro này luôn nè. Lấy giai điệu bài để làm intro. Bài nào cũng được các bạn. Đây là Tèo chỉ là ví dụ như bài này thôi. Còn bài khác các bạn cũng được. Bất cứ đệm bài nào mà mình không có biết intro thì mình cứ lấy cái giai điệu của bài đó, một đoạn nào đó, đoạn A hay đoạn B đó, mình làm intro thôi. Đó, giờ Tèo ví dụ bằng cái mái tóc thì Tèo đánh cái đoạn giai điệu đoạn A để tao làm cái intro thử các bạn nha. Vô. Mẹ Việt Nam. Đó các bạn, rất đơn giản thôi, mình đánh xong mình ngưng lại luôn. Rồi ca sĩ sẽ vào hát thôi. Nếu chúng ta không biết thì chúng ta cứ lấy cái đoạn một giai điệu bài nào mình đánh vô thôi. Bây giờ tại ví dụ như mình đệm bài Vó người trên đồi có non đi, mình không thuộc, mình cứ lấy giai điệu bài mình đánh thôi. Bình thường các bạn. Đó các bạn, mình cứ lấy giai điệu bài hát rồi mình đánh một đoạn hoặc là vài câu đó, rồi mình báo trống, ca sĩ sẽ vào hát thôi. Cách thứ nhất này Tèo nghĩ là rất đơn giản, hầu như là ai đi tập đàn, chơi đàn lâu rồi hay mới tập cũng đều làm được các bạn ha. Cố lên các bạn nha, không gì cao siêu đâu, cố lên. Rồi, như vậy là mình đã xong được cái cách số 1, lấy giai điệu của một đoạn trong bài rồi mình làm intro. Rồi chúng ta qua cái cách số 2. Cách số 2 là bắt đầu chúng ta sẽ mở rộng lên chút xíu, cũng là giai điệu bài hát. Nhưng chúng ta không đánh hoàn toàn giống cái giai điệu nữa, mà chúng ta sẽ biến tấu ra một chút cho nghe nó khác xíu các bạn ha. Bây giờ Tèo vẫn ví dụ vào cái bài Hoa cài mái tóc rồi luôn. Cách thứ hai này chúng ta sẽ lấy cái giai điệu bài hát và mình phát triển ra. Trong âm nhạc đi học gọi là phát triển đó các bạn. Còn chúng ta đi đánh ở ngoài nhạc ngoài các bạn cứ nói là mình sẽ biến tấu ra thêm các bạn ha.
Rồi, vẫn là giai điệu bài hát nhưng mà mình đánh nó không có hoàn toàn giống, nó chỉ là nghe thoang thoảng có cái ý cái giai điệu của bài thôi, nhưng mà nốt nó đã khác. Bây giờ tại ví dụ bài này Hoa Cà Mái Tóc luôn nè. Đó, lúc này vẫn là giai điệu đó nhưng mà Tèo đã biến tấu thêm cái tiết tấu khác, cho nên nghe nó hơi chơi vơi xíu các bạn nè. Các bạn thấy rõ ràng đó, cũng là nghe được cái giai điệu bài hát nhưng mà nó không hoàn toàn giống, nó khác khác đi chút xíu. Các bạn rõ ràng nó khác chút xíu đi, bây giờ mình thử các bạn ha. Rồi các bạn nhớ cách thứ hai, chúng ta lấy ra điều bài hát nhưng mà phát triển thành cái intro, đừng có đánh giống 100%. Thử nha. Đâu cái tiếng ở đâu rồi? Rồi, bắt đầu. Mẹ Việt Nam. Rồi các bạn, mình đánh xong ngưng lại. Mẹ Việt Nam. Nếu bạn tay bạn lanh lẹ nữa đó, mình có thể lấy tiếng trống mình báo một cái cho kịch sẽ vô hát. Nhưng mà ở đây mình đang đề cập tới intro của bạn ha. Rồi, các bạn thấy trong cái intro của mình nó vẫn có thoang thoảng đâu đó cái giai điệu của bài hát. Nó vẫn ẩn cái giai điệu của bài hát, nhưng mà nó không hoàn toàn 100% giai điệu bài hát, mà trong đó 50 giai điệu bài hát, 50% là chúng ta sẽ biến tấu vào tạo thành một cái intro mang màu sắc riêng của mình đó các bạn. Mặc dù có giai điệu bài hát đó, dành cho những người mà ca sĩ mà khó tính. Ví dụ mình đi đệm hát thì có rất nhiều người họ không biết hát đâu các bạn. Nhưng mà họ cần cái giai điệu bài hát để họ nghe và họ hình dung được bài hát nó dễ. Thì nếu chúng ta đánh cái thứ nhất mà đánh intro mà nguyên cái giai điệu bài hát thì nghe nhiều khi nó cũng nhàm. Bây giờ chúng ta lấy cái số 2 này, mình lấy cái giai điệu bài hát và mình phát triển nó một chút xíu thôi. Nghe nó cũng khá là ok và ổn các bạn ha. Đó, cái số 2 cũng không có gì khó khăn các bạn ha. Cố lên các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình cùng chuyển qua cái số 3. Các bạn sẽ dòng nhạc. Cách thứ ba này, chúng ta không đánh theo giai điệu bài hát nữa, mà chúng ta sẽ chọn một cái vòng hòa âm phù hợp với bài hát, rồi sau đó mình soạn câu intro theo cái vòng hòa âm đó. Lúc này nó đòi hỏi chúng ta kỹ năng chúng ta cao hơn hồi nãy chút xíu các bạn ha. Rồi các bạn sẽ chọn cái vòng hòa âm cho riêng bản thân mình. Ví dụ như mình phải, nói chung là cái này chúng ta phải có vốn vòng hòa âm nhiều mới được. Còn vòng hòa âm như thế nào thì cho các bạn có thể bấm vào, ta sẽ để đường link ở phần mô tả giúp cho các bạn bấm vào đường link đó. Mình tìm hiểu một số cái vòng hòa âm thường gặp cho âm nhạc Việt Nam mà mình có thể áp dụng các bạn ha. Ví dụ như bài Hoa Cài Mái Tóc luôn nè, các bạn có sáng âm nhạc nè. Ở đây ta sẽ chọn cái vòng hòa âm là mình đẹp âm kiểu mà âm lướt cho mà mình lướt xuống các bạn ha. La, son, fa, mi. Đó, mình đi lướt xuống la, son, fa, mi. La thứ nè, son trưởng nè, tới pha trưởng nè, rồi tới mi. Rồi Tèo sẽ chọn cái vòng hòa âm này để Tèo soạn cái intro cho bài Hoa Cài Mái Tóc đó các bạn. Mình sẽ chọn một cái vòng hòa âm phù hợp. Nếu bạn nhớ phải tham khảo thêm cái clip mà Tèo chia sẻ là các vòng hòa âm thường gặp trong âm nhạc Việt Nam nha, để mình có thêm cái vốn các bạn nhé. Rồi bây giờ với vòng hòa âm này mình sẽ chọn cái intro. Ok, mình thử các bạn nha. Intro này nè. Mẹ Việt Nam hóa cây. Rõ ràng các bạn ha. Đó, chúng ta sẽ sử dụng cái vòng hòa âm để mình soạn intro cho bài này. Hoặc là chúng ta sử dụng một vòng hòa âm khác cũng được các bạn. Ví dụ như bài này ta không thích âm lướt như vậy nữa, âm lướt xuống như vậy nữa. Mà ta thích ví dụ như là vòng hòa âm quãng 4 đi. La, rê nè, son nè, đô nè, pha nè, si đêm nè, mi nè. Đó, ví dụ như vòng hòa âm đó, bây giờ mình thử các bạn ha. Cũng là vòng hòa âm đó nhưng mà mình soạn cái câu thử. Sau câu intro mình chọn một vòng hòa âm khác. Mẹ Việt Nam bắt người sáng quát. Đó các bạn, chúng ta vẫn chọn vòng hòa âm nào cũng đều được, miễn sao nó phải phù hợp với cái chất liệu, cái giai điệu của bài hát các bạn nhé. Rồi cái thứ ba mình cùng nhắc lại, đó là chúng ta sẽ chọn một cái vòng hòa âm, rồi sau đó mình sẽ soạn câu intro theo cái vòng hòa âm đó để làm intro cho cái bài hát mà mình muốn chọn.
Ok các bạn nhé. Rồi, đó là cách thứ ba. Bây giờ tính cách cuối cùng, cái cách thứ tư. Cách thứ tư này như thế nào đây? Đòi hỏi các bạn phải có cái vốn cực kỳ là, nói chung là cách thứ tư này nó sẽ nâng cao chút xíu ba cách kia các bạn ha. Chúng ta cần phải có, nói chung là mình soạn cái intro theo màu sắc riêng bản thân mình luôn. Mình không có cần phải theo một cái vòng, cái hòa âm hay một cái giai điệu bài hát gì nữa trên. Tức là mình sẽ soạn cái intro theo cái sở thích của bản thân mình các bạn ạ. Mình thích kiểu Henneken thì mình soạn cái Henneken. Mình thích kiểu Hennessy thì mình soạn Hennessy các bạn ạ. Rồi, còn các cô nữ mà thích cái kiểu Pepsi hay Coca-Cola thì mình soạn kiểu đó. Nói chung mình nói cho vui đó các bạn ạ. Mình sẽ soạn theo cái một intro mang màu sắc riêng của bản thân mình. Nói chung là tôi thích thì tôi soạn thôi. Ai hỏi mình trả lời như vậy các bạn ạ. Mình soạn theo màu sắc riêng bản thân mình các bạn nha. Lúc này nó đòi hỏi chúng ta phải có cái vốn câu nhiều, rồi cái vòng, cái chung là cái cảm nhạc phải nhiều, rồi cái sự mà tào lao trong cái câu, xin lỗi, cái sự phong phú trong câu nó phải nhiều các bạn ấy. Rồi ở đây các bạn ví dụ như bài Hoa Cài Mái Tóc luôn, bằng sáng nhạc đây, một cái intro soạn theo cái phong cách ngẫu hứng riêng bản thân mình, không có liên quan tới cái vòng hoa mình ra điệu bài hát nữa. Rồi mình cùng thử các bạn nhé. Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quất. Các bạn nghe rõ ràng đó, rất hợp không? Rất hợp, nghe đã không? Cũng tương đối đã. Nghe tào lao không? Cũng tương đối tào lao các bạn ạ. Rồi mình nói vui thôi. Đó là cách mà Tèo đã soạn cái intro mang cái màu sắc riêng, không liên quan tới cái bài như vậy. Thì qua một cái bài khác các bạn cũng có thể soạn như vậy, mang màu sắc riêng mình thôi các bạn. Tại bây giờ Tèo ví dụ như bài Em Giấu Yêu Ơi vậy, cũng bài Vó Người Rồi Có Non đi, cũng là bài đó. Bây giờ Tèo soạn cái intro cho bài đó, không liên quan gì hết trơn nha. Em Giấu Yêu Ơi gì đó ha. Em Giấu Yêu Ơi, anh đang quay về. Đó các bạn rõ ràng, cái intro mình soạn theo ngẫu hứng của mình, riêng bản thân mình. Nhưng mà các bạn nhớ, phải tuân thủ theo một cái quy tắc. Đó là phải đủ ô nhịp. Thứ nhất là 4 ô, 8 ô, 12 ô hay là 16 ô. Nó phải đủ cái ô nhịp đó các bạn nhé. Chứ phải muốn soạn sao soạn đâu, nghe anh Tẹo nó muốn soạn sao soạn là soạn loạn xạ lên được các bạn nhé. 9 ô rưỡi hay là 10 ô rưỡi không được đâu các bạn nhé. Soạn như vậy khi mình vô trong ban nhạc, mình đánh chung với anh em trong ban nhạc á, sẽ rất là khó. Tại vì thường thường anh em ta chơi nhạc, tầng cái sẽ soạn đúng ô thôi, 4 ô, 8 ô hay là 12 ô hay là 16 ô các bạn nhé. Nó phải rõ ràng đúng cấu trúc âm nhạc mới được, chứ không phải muốn sao cũng được các bạn nhé. Chú ý nhỏ điều đó nhé. Rồi xong, tại vừa chia sẻ các bạn 4 cách soạn một cái intro cho bài hát, cũng khá là đơn giản mà cũng khá là phức tạp các bạn ha. Rồi bây giờ mình cùng hệ thống này củng cố này các bạn ha. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ lấy giai điệu của bài hát luôn, một đoạn nào đó mình đánh và mình làm intro cho bài. Cách thứ hai, cũng lấy giai điệu của bài hát nhưng mà mình không đánh nguyên si cái giai điệu bài hát đó, mà chúng ta sẽ có cái sự phát triển, sự biến tấu ra trong cái giai điệu đó. Tức là vẫn có giai điệu của bài hát nó mang máng trong đó, nhưng mà nó cũng có cái phần sáng tạo của mình trong đó các bạn nhé. Rồi cách thứ ba, chúng ta sẽ chọn một cái vòng hòa âm, chọn vòng hòa âm rồi sau đó mình soạn câu theo cái vòng hòa âm đó để làm intro. Cách thứ tư là chúng ta sẽ soạn cái intro mang màu sắc riêng của bản thân mình luôn, không cần theo cái nguyên tắc nào nữa trên á. Nhưng mà chú ý chút xíu, phải đủ ô nhịp, 8 ô, 12 ô, 16 ô, các bạn nhớ nha. Rồi, Tài vừa chia sẻ các bạn cách chúng ta có thể soạn một cái intro hay cho bài hát khi mà mình có thể đệm trên organ hay piano thì cũng vậy các bạn ha, mình đều phải soạn intro thôi. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tèo chia sẻ nhé. Còn nếu như bạn nào cần cái sheet nhạc mà 4 cái intro nãy giờ mà Tèo hiện trên màn hình á, thì các bạn cứ gửi địa chỉ về mail của Tèo, Tèo sẽ gửi qua chia sẻ các bạn. Chúng ta có được cái file sheet nhạc intro của bài Hoa Cài Mái Tóc này theo 4 phong cách khác nhau các bạn ha, để mình tập luyện nó dễ hơn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha, rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn, sẵn tiện mình chia sẻ cho anh em bạn bè của mình biết về kênh của Tèo với các bạn nhé. Tèo cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ xin kính chào
và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.